người Bồ Đào Nha mang đến châu Phi loại sắn gây bệnh bại liệt, còn Việt Nam dạy họ trồng lúa tốt nhất. Châu Phi là một châu lục nghèo nhất thế giới với nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, môi trường bị tàn phá, các cuộc xung đột sắc tộc, đói nghèo, dịch bệnh tràn lan đang đe dọa cuộc sống người dân cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội nơi đây. Hậu quả có lẽ cũng bởi sự thống trị qua nhiều thế kỷ của chủ nghĩa thực dân. Ấy vậy là dường như những tàn dư của chủ nghĩa thực dân nơi đây chưa bao giờ chấm dứt. Điều bất ngờ là lại chính do cây sắn, loại lương thực chủ yếu của người Mozambique do người Bồ Đào Nha mang đến đã gây bệnh bại liệt rất nghiêm trọng cho hàng ngàn người chỉ sau một đêm. Nhưng nhân loại đã không quay lưng lại với châu Phi, ít nhất là không phải toàn bộ nhân loại. Phóng sự mới đây của Discovery về sự phát triển ở châu Phi đã ghi dấu một quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé trong vai trò kết nối vùng hoang vu của châu lục mênh mông này, mang tới đây giống lúa nước tốt nhất, tạo ra cái cần câu cá để giúp cho người dân châu Phi có thể trở lại đường đua của toàn nhân loại. Quốc gia đó chính là Việt Nam. Năm 1981, miền Bắc Mozambique bùng phát dịch bệnh bí ẩn. Hàng ngàn người bao gồm cả phụ nữ, trẻ em bị bại liệt hoặc tật nguyền vĩnh viễn chỉ sau một đêm. Tất cả theo một mô hình đáng lo ngại, bệnh thường ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em, hầu như luôn luôn ở các làng nông thôn đã bị hạn hán nghiêm trọng nhiều tháng. Nó sẽ xảy ra nhanh chóng trong vòng vài ngày hoặc thậm chí hàng giờ. Các bà mẹ trẻ và trẻ em đi ngủ mà không nghi ngờ bất cứ điều gì, chỉ đến khi thức dậy với mức độ cơ cứng và co thắt khác nhau ở chân vào sáng hôm sau. Các chuyên gia đổ dồn về quốc gia Đông Phi này, lấy mẫu giếng nước, không khí và bệnh phẩm nhưng hoàn toàn bó tay vì không thể tìm ra nguyên nhân. Dịch bệnh này được gọi là lời nguyền Conzo, lấy tên một cạm bẫy thú của người dân bản địa, khiến con mồi dính bẫy đi tập tễnh chân hoặc không thể đi được. Nguyên nhân cuối cùng cũng được tìm ra, thật bất ngờ, chính là do cây sắn, loại lương thực chủ yếu của người dân Mozambique. Khi kết hợp thời tiết hạn hán kéo dài và mùa thu hoạch, đã không thể tự rửa trôi đi chất độc hydrogen, cyanide, vốn là thành phần chính trong khí phòng độc hơi ngạt chết người, G-Clonbi của Đức Quốc xã. Cây sắn được đế quốc Bồ Đào Nha mang sang tới châu Phi từ Brazil, sau khi xâm lược châu Mỹ Latin và vùng Caribe hồi thế kỷ 16-17. Như một biểu tượng của di sản thực dân phương Tây tại châu lục này, đói nghèo, bệnh tật và chết chóc. Suốt mấy trăm năm, người dân da trắng đã tàn sát, vơ vét tài nguyên và buôn bán 11 triệu nô lệ da đen xuyên đại dương trong giai đoạn tích lũy tư bản dã man nhất lịch sử. Họ lấy đi vàng, da thú, kim cương, để lại sự chia rẽ, xung đột, diệt chủng như đã thấy ở Wanda. Họ lấy đi tài nguyên sản vật quý hiếm, để lại một trong những thành tựu kinh hoàng nhất tại nơi đây chính là lời nguyền Conzo này. Trong những năm trở lại đây, người Trung Quốc tràn đến như một cơn bão, đổ hàng trăm tỷ đô vào châu Phi, mà trọng tâm là Đông Phi, chủ yếu phát triển các ngành sản xuất để khai thác thị trường hơn 100 triệu dân này. Chỉ trong vài năm, hất cảng có hệ thống các ông chủ da trắng và thiết lập quyền lực tại đây. Nhưng điều quan trọng nhất đó là nơi này phải luôn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Minh chứng là phương Tây và Trung Quốc đã không đầu tư vào hạ tầng viễn thông. Đối với người dân châu Phi, mô hình lương thực thì không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Nhưng phần còn lại của thế giới thì không phải thực dân, và phần còn lại ấy đã không quay lưng lại với châu Phi. Ví dụ mà nhiều người biết đến nhất là vào cuối thế kỷ trước, cây lúa và kỹ thuật canh tác từ các kỹ sư nông nghiệp Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử giúp người dân ở nhiều nước châu Phi có đủ lương thực để không phải ăn sắn vào mùa khô. Phóng sự mới đây của Discovery về sự phát triển viễn thông ở bờ đông châu Phi đã ghi dấu một quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé trong vai trò kết nối các vùng hoang vu của châu lục mênh mông này. Nhờ có đóng góp của người Việt, lần đầu tiên người nông dân Mozambique có thể trò chuyện với người thân bằng điện thoại di động. Cũng ở miền đất châu Phi xa xôi ấy, giống lúa ngàn đời của người Việt đã trổ bông chín vàng. Nếu người Bồ Đào Nha mang đến Mozambique loại sắn gây bệnh bại liệt, thì Việt Nam sẽ mang tới nơi đây giống lúa tốt nhất. Với diện tích gần gấp đôi nước ta, nhưng dân số chưa đến 26 triệu người, Mozambique còn rất nhiều diện tích nông nghiệp màu mỡ chưa được khai thác. Tuy nhiên, khi đặt chân tới đây, bên cạnh nắng cháy và gió cát, một điều dễ dàng nhận thấy là nông nghiệp hiện rất kém phát triển. Một phần vì điều kiện sản xuất, một phần vì thiếu kinh nghiệm, trình độ. Cỏ ngập đến ngực, xung quanh bờ cỏ cao quá đầu người, lúa và cỏ chen chúc. Nông dân chỉ có thói quen gieo hạt giống xuống rồi vùi đất lên. Đến mùa, được thì họ mang vỏ ốc ra ngắt lấy từng bông, nếu thất bại thì để cho chim trời rỉa. Trên ruộng, lúa và cỏ chen chúc, một thửa ruộng có đến 3 loại cây, dưới thấp là cây lúa, cao hơn chút là cây ngô và cao hơn nữa là cây sắn. Ruộng đồng nhấp nhô chẳng hề được san phẳng, cơ sở hạ tầng thấp kém, sân phơi, nhà kho, máy móc thu hoạch là những thứ hết sức xa lạ. Tập quán canh tác của người dân ở đây là gieo thẳng, tất cả phụ thuộc vào nước trời.
Cuối tháng 12 trở đi, khi có nước mưa xuống, nông dân mang thóc ra ruộng gieo, sau đó cuốc lấp đất đi. Bí quyết thành công của người Việt Nam ta chính là ba cùng, ăn cùng, ở cùng, làm cùng. Ở một nơi lạc hậu, chuyên gia đến dạy, nước hoa thơm phức, chỉ giáo sơ sơ rồi về khách sạn ăn, ngủ, thì chỉ có nước cầm chắc thất bại. Hiểu được phong tục tập quán của nông dân bản địa, chuyên gia Việt Nam mới bắt tay vào công việc. 4 năm thực hiện dự án tỉnh Zambezia, điều kiện thời tiết vô cùng thuận lợi cho cây lúa. Số giờ nắng cao, lượng mưa phù hợp, hệ sinh thái ở đây vô cùng tốt, các giống lúa cơ bản của tỉnh này chất lượng cũng rất tốt. Thành công của dự án đã góp phần tạo uy tín cho gạo Việt Nam. Người tiêu dùng Mozambique bước đầu biết đến và thích gạo nước ta. Người nông dân tại khu vực trồng lúa cũng được làm quen và huấn luyện kỹ thuật trồng lúa nước của Việt Nam. Không chỉ có những đoàn chuyên gia, Việt Nam còn có hai thanh niên trẻ Hùng Kaka và Đồng Paulo cùng trong nhóm Team Châu Phi với Quang Linh Vlog đã mang những kiến thức nông nghiệp từ Việt Nam sang phủ xanh những mảnh đất chết tại nơi đây. Thông qua những đoạn vlog ngắn, câu chuyện thật đời thường, giản dị nhưng đầy xúc động, chứa đựng vô vàn tình cảm người Việt đối với các nước nghèo tại Châu Phi qua dự án Phủ Xanh Vùng Đất Chết. Với người dân Châu Phi, hình ảnh họ nhớ nhất là những chàng trai trẻ Việt Nam nhiệt huyết, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với họ. Khoảng cách quốc gia, biên giới, ngôn ngữ, dân tộc gần như bị xóa bỏ. Ở họ luôn là mục tiêu chung duy nhất, đó là làm thế nào để cuộc sống đủ cái ăn, không sợ nghèo đói, không phải ăn bột trộn rau, nghèo dinh dưỡng nữa. Hùng Kaka và Đồng Paulo đã đặt chân đến rất nhiều mảnh đất Châu Phi và tại nơi đâu họ cũng mang tới những điều mới mẻ, mang tới những kiến thức nông nghiệp tuy đơn giản nhưng đầy hữu ích với người dân Châu Phi. Người dân bản địa đã coi nhóm bạn như những người thân thiết trong nhà, cảm ơn họ bằng những điều giản dị và nhiệt thành nhất. Đôi khi đó chỉ là một đĩa ngô còi địa phương hay một bát nước chè, những câu cảm ơn, những nụ cười. Tất cả đều ấm áp và hạnh phúc. Họ đã có thể tự mình đảm bảo cái ăn thì chắc chắn họ sẽ lan tỏa tới những hộ gia đình khác, giúp cải thiện đời sống vốn khốn khó của người dân. Bom đạn và thủy quân lục chiến của Mỹ đã không giúp gì cho người dân Châu Phi, hay thậm chí thứ lương thực mà người Bồ Đào Nha mang đến dường như vẫn mãi là một ký ức kinh hoàng trong tâm trí người Mozambique. Nhưng cây lúa và kỹ thuật canh tác của người Việt Nam vượt 8.000 km đã giúp họ có đủ ăn lần đầu tiên trong lịch sử. Những người Việt Nam đến đây không phải với súng đạn, mà là với một cách mạng về lương thực, về viễn thông, giúp người Châu Phi lần đầu bắt kịp về thông tin với phần còn lại của thế giới. Người Việt Nam một lần nữa làm nên điều tự hào, làm được điều mà chỉ con cháu cụ Hồ mới có thể làm được. Người Việt ta vốn tính cần cù, sáng tạo, nhiệt thành, khiêm nhường. Họ đi tới đâu, ánh sáng của ấm no, hạnh phúc, rực rỡ đến đó. Đất nước ghi dấu những con người tiên phong, lịch sử Việt Nam và quân đội nhân dân anh hùng, ngóng chờ nhân dân ta viết thêm những trang vàng chói lọi. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau!